Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã có buổi làm việc với đoàn thị trưởng thành phố Los Angeles do ông Eric Garcetti, thị trưởng thành phố Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ dẫn đầu. Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã điểm lại những con số ấn tượng về trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Theo đó, Hoa Kỳ nhiều năm liên tục là đối tác thương mại đem lại thặng dư lớn nhất cho Việt Nam. Năm 2017, tổng thặng dư của Việt Nam đối với Hoa Kỳ là 32,4 tỷ đô la Mỹ, bằng 77,8% tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này. Xét riêng về trao đổi thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và thành phố Los Angeles, năm 2017, kim ngạch thương mại song phương đạt 19,5 tỷ đô la Mỹ và trong 5 tháng đầu năm 2018 đạt 9,13 tỷ đô la Mỹ, chiếm 40,13% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải chia sẻ, Việt Nam với chính sách kinh tế mở được đánh giá là một trong những quốc gia tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do FTA nhất thế giới, với tổng cộng 16 FTA. Trong số 16 FTA này có 10 FTA đã được thực thi. Với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã được ký kết và đang chờ Quốc hội Việt Nam thông qua, còn Hiệp định EVFTA dự kiến sớm được ký kết vào cuối năm 2018. Để giúp cộng đồng doanh nghiệp hai bên hiểu rõ hơn về các cơ hội kinh doanh, đầu tư tại cả Việt Nam và Los Angeles, thời gian tới hai bên cần tăng cường tổ chức thêm nhiều hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư tại Việt Nam cũng như tại Los Angeles. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và Phòng Thương mại khu vực Los Angeles tổ chức diễn đàn xúc tiến thương mại đầu tư California Việt Nam vào ngày 25 tháng 9 tới đây. Nhân dịp này, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và Thị trưởng Eric Garcetti đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về xúc tiến thương mại giữa Cục Xúc tiến Thương mại và Hội đồng Xuất khẩu Los Angeles.